Chào học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa. Today we will study unit 15, Women in Society. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 15, Phụ nữ trong xã hội. As you know, in the past, a large number of women were suitable for childbearing and homemaking. They didn't have any rights in the society. For that reason, a number of women had to struggle for their rights. The right to vote, the right to formal education and pay to men, and many other rights in the society. Thì chúng ta biết trong xã hội chúng ta, ở trong quá khứ rất là nhiều người phụ nữ đã không có quyền gì hết, chỉ phù hợp nhất về vị trí chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái và làm vợ, làm mẹ thôi. Chính vì lý do đó mà họ đã vùng lên đấu tranh những giành lại những cái quyền, quyền được giáo dục, quyền được bỏ phiếu và quyền được trả lương ngang với người đàn ông. Okay, to help you to get more information about women in society in English. Now, right now, we will study lesson reading. Okay, Unit 15, Women in Society, Lesson Reading. Hôm nay chúng ta sẽ học bài reading, bài đọc. Before we study reading, I'll read the boxes about women in society. Now you look at the picture and do some activities. Yeah, expression. You look at pictures and tell me what this woman is doing by using cues below. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh và nói cho cô biết người phụ nữ này đang làm gì bằng cách sử dụng những từ gợi ý bên dưới. Và trước khi chúng ta xem từ gợi ý bên dưới thì chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh trước ha. Now you look at the picture first. Number one, this woman, what is she doing? This woman has to work at office. And two, she had to go to the market to buy some food for the family. Three, this woman takes responsibility for helping her children do homework. Four, this woman must cook meals for the family. And five, this woman and her husband have to take care of children or play game with them. And number six, as you can see that this woman is very busy. She takes out the garbage. Okay, and right now you can look at an example number five. This woman had to take care of her children, kids, and play game with them. Bức tranh số 5 chúng ta thấy là người phụ nữ này phải chăm sóc con hoặc là chơi những trò chơi với chúng. Đây cũng là công việc ở nhà của người phụ nữ đấy. Okay. Now the next activity. You must match phrases below with picture above. This woman had to. Okay, now you can listen the phrases A, B, C, R, D, E, and F. Take care of children, take out the garbage, work, go to the market, and cook meals or have children do homework. And you can match picture with suitable phrases. Okay, you can do that. Yeah, and right now, before we start reading, I will show you two questions, and you tell me. Number two, how many roles does this woman have? What are they? Two, is it typical of a Vietnamese woman to lie? Why or why not? Okay, và chúng ta thấy câu số 1, cô hỏi là người phụ nữ này có bao nhiêu vai trò trong xã hội? What are they? Wow, vai trò đó là gì? Okay, now I will show you the example. This woman has to have two roles. Có hai vai trò. Roles of the breadwinner and a housewife. Vai trò thứ nhất là vai trò làm việc nội trợ, làm việc nhà, chăm sóc con cái trong gia đình. Rồi cái thứ hai là housewife, cũng có liên quan đến vấn đề nội trợ. Okay, breadwinner and housewife. And two, người ta hỏi là đây có phải là cuộc sống tiêu biểu điển hình của người phụ nữ Việt Nam hay không? Tại sao? Và tại sao không? Okay, I will have to find the answer. Yes, it's đây chính là cái cuộc sống tiêu biểu điển hình của người phụ nữ Việt Nam đấy. Okay, why? Tại sao? Because women
a Vietnamese woman not only works for to earn money, but she also takes care of the household job. Bởi vì người phụ nữ ở Việt Nam là không chỉ làm việc kiếm tiền, mà còn phải chăm sóc những công việc trong gia đình nữa. Okay. Yeah, we have just talked about the women's role in the past. And in order to have the same strike as men, what did they do at that time? Yeah, to help you get more information about this, and right now to read the text. Thế thì từ nãy giờ là chúng ta vừa nói về vai trò phụ nữ trong quá khứ, để có được một cái quyền giống như người đàn ông thì họ đã làm gì? Để giúp chúng ta biết được thông tin nào, thì bây giờ chúng ta bắt đầu đọc bài reading nha. Now read the text please. Throughout much of the history of human civilization, deep-seated cultural beliefs allowed women only limited roles in society. Many people believed that women's natural roles were as mothers and wives. These people considered women to be better suited for childbearing and homemaking rather than involvement in the public life of business or politics. Widespread doubt about women's intellectual ability led most societies to deny education, employment, and many legal and political rights to women. It was men who controlled most positions of employment and power in society. The struggle for women's rights, the rights that establish the same social, economic, and political status for women as for men, began in the 18th century during a period known as the Age of Enlightenment. During this period, political philosophers in Europe began to argue that all individuals, male or female, were born with natural rights that made them free and equal. These pioneer thinkers advocated that women should not be discriminated against on the basis of their sex. Today, although their status varies in different countries, women in most parts of the world have gained significant legal rights. The most important of these are the right to have equal work opportunities and pay to men, the right to vote, and the right to formal education. Okay. Yeah, you have already finished the test. Now, in order to have you do the task below the reading, and right now, I provide you with some new words. Để chúng ta có thể thực hành được những cái bài tập ở bên dưới, bây giờ tôi sẽ cung cấp em một số từ vựng nhé. Now, the first words, Age of Enlightenment, là thời kỳ, thời đại khai sáng. To childbearing, là việc sinh con. Deep-seated cultural beliefs, là quan điểm văn hóa lâu đời. Homemaking, là công việc nội trợ. And intellectual abilities, khả năng về trí tuệ. Involvement, có nghĩa là sự tham gia. Human civilization, là nền văn minh nhân loại. Equal work opportunity, equal work opportunity, là cơ hội làm việc bình đẳng. Okay, now repeat after me. Age of Enlightenment, childbearing, deep-seated cultural beliefs, homemaking, intellectual ability, involvement, human civilization, equal work opportunity. Okay, at home you can practice reading some this work, reading this work again. And right now we will do task one. Read the text and answer questions below. Chúng ta sẽ đọc lại bài test và trả lời câu hỏi bên dưới. Okay, and now I will assist you doing task one, answering these sub questions. Question number one. According to the test, what were the men's role traditionally accorded to women? Có nghĩa là thông qua bài test thì vai trò chính truyền thống của người phụ nữ phù hợp với người phụ nữ là gì? Okay. Now to help you find out information for these questions, now I show you the ideas in the passage. Now you can look at the
The first paragraph, look at the first paragraph, and you can find out the idea or information for these questions. You can see that you look at the sentence in black. Chúng ta sẽ nhìn vô những cái câu màu đen, black. Women's natural roles were as mothers and wives, and women to be better suited for childbearing and homemaking. Có nghĩa là nói sao vai trò tự nhiên của người phụ nữ là làm mẹ và làm vợ. Rồi women to be better suited for childbearing and homemaking. Có nghĩa là người phụ nữ chỉ phù hợp cho cái vị trí là sinh con và chăm sóc gia đình thôi. Vậy bây giờ dựa vào thông tin này thì chúng ta trả lời vai trò chính của phụ nữ là gì? Okay, now I show you the answer. An example, taking care of the house and the family. Now number two. Before the 18th century, what was the attitude of society towards women's intellectual ability? Tức là trước thế kỷ 18 thì thái độ của xã hội hướng về khả năng trí tuệ của người phụ nữ là gì? Có nghĩa là có thái độ hướng về cái khả năng trí tuệ của phụ nữ ra làm sao? Đấy. Thì now you look at the ideas extracted from the paragraphs. Okay, now you also look at the first paragraph in your book. Chúng ta cũng đọc vô cái đoạn 1 để tìm ra thông tin. Okay, now I show you information from the text. And you look at the sentence in black. Chúng ta sẽ nhìn vô câu màu đen đó. Widespread doubt about women's intellectual ability. Widespread doubt. Doubt có nghĩa là có sự nghi ngờ phổ biến. Widespread doubt có nghĩa là sự nghi ngờ phổ biến, có nghĩa là nhiều người nghi ngờ về khả năng trí tuệ của người phụ nữ. Vậy có nghĩa là nghi ngờ là sao? Có nghĩa là người ta có tin tưởng hay không? À, đây, ok. Now I show you the answer. Disbelieving. Không tin tưởng một chút nào hết. Ok. And the next, number three. According to the test, what is the purpose of the struggle for women's rights? Thông qua bài test thì mục đích của cuộc đấu tranh giành quyền phụ nữ là gì? Đấy. Vậy bây giờ đến lúc này thì nó mới dấy lên một làn sóng đấu tranh giành quyền phụ nữ. Bởi vì người ta đã sống trong một cái gia đình chỉ làm vợ làm mẹ, không có quyền gì trong xã hội hết. Cho nên bây giờ câu hỏi số 3 hỏi là mục đích của cuộc đấu tranh giành quyền phụ nữ như thế nào? Ok, to answer the question, you look at the second paragraph. Chúng ta sẽ nhìn vô cái đoạn 2 in your book, ở trong sách của mình đó. Ok, now I'll show you information from the test. You look at the sentences in black. In black, cái câu màu đen. The rise that establish the same social, economic, political status for women as for men. Đó là cái quyền được lập ra, phải giống cái vị trí về chính trị, xã hội, kinh tế giống như người đàn ông. Có nghĩa là những cái quyền mà về chính trị, kinh tế, xã hội dành cho phụ nữ phải giống như người đàn ông. Đấy, đó là mục đích của cuộc đấu tranh là như thế. So you look at the example. The model answer. To bring equality between men and women. Có nghĩa là mục đích đó là cố ngắn lại là mang lại sự bình đẳng giữa người đàn ông và phụ nữ. Thì cũng giống như mình mới nói ở trên là có nghĩa là sao? Là làm cho phụ nữ có những cái quyền về chính trị, về xã hội, địa vị về chính trị xã hội, kinh tế giống như người đàn ông. Có nghĩa là bình đẳng. Bring equality between men and women. Okay. Question number 4. What do these pioneer thinkers at the end of paragraph 2 refer to? Những người suy nghĩ tiên phong này ở đoạn cuối, ở đoạn 2 đề cập đến cái gì? Có nghĩa là đề cập đến ai? Đề cập đến cái gì? Thì những người suy nghĩ tiên phong mà đang đề cập đến con người. Đó. Thì bây giờ người ta nói đoạn 2 thì mình dựng vào đoạn 2. Look at paragraph 2. Like 3, 4 and 5. 3, 4, 5. Đó. Thì chúng ta nhìn vô trong đó. Now I show you information from the test. Okay, here. Chúng ta thấy nhìn nè. In some phrase in black. Cái cụm từ ở màu đen nè. Some phrase in black. Political philosopher in Europe. Political philosopher in Europe chính là
những nhà triết lý học, nhà triết lý chính trị gia ở châu Âu. Đây, đã đang đề cập đây là những người tiên phong, pioneer thinker, nào in the 18th century, ở thế kỷ 18. Ok, đây là những người mà kêu gọi cuộc đấu tranh giành quyền phụ nữ đó. So, your answer is 18th century European political philosopher. Ok. Questions. What are women's rights, women's legal rights today mentioned in the last paragraph? Có nghĩa là quyền hợp pháp của người phụ nữ ngày nay được đề cập trong đoạn cuối là gì? Có nghĩa là ý đó những người phụ nữ ngày nay có những cái quyền hợp pháp gì vào ngày nay? Có nghĩa là after the struggle for the rights, for the same rights as men, what legal rights women have? Có nghĩa là sau khi đấu tranh giành quyền phụ nữ giống như đàn ông, thì lúc này người phụ nữ có những cái quyền gì? Ok, now you look at the last paragraph. And you can look at like 3 and like 4 to help you find out the answer for these questions. And you can see the information from the text I show you on the slide. The right to have equal work opportunities. Đây, cái quyền có được cái cơ hội làm việc bình đẳng. And pay to men, việc trả lương giống nhau với người đàn ông. The right to vote, cái quyền được bỏ phiếu bầu cử. Or the right to formal education, quyền được giáo dục chính thức. Ok. And right now, to help you find out the best title for this passage, I want to show you a video. You can look at the video to help you consolidate what you learned from the passage today. And you can think about the women's role from the past to today, okay, to now. Yeah, now you look at the video. Để giúp chúng ta mà tìm được cái tựa bài tốt nhất cho cái task số 2, hoạt động thứ hai, thì bây giờ cô sẽ giúp chúng ta xem, cô sẽ cho chúng ta xem một cái video để chúng ta giúp ta củng cố kiến thức ở trong cái bài đọc, thấy được người phụ nữ từ trong quá khứ đến hiện tại như thế nào. Okay. Now, look at the video. Women pass the traditional or the family gia đình. Leave a family, sống gì gia đình. Life you look at for answer intellectual ability, the age of enlightenment, and women's right and women's role in education. Okay, now you can when you read the boxes and look at the video, you can see what you can see. Mình đã nhìn thấy cái gì? Đọc bài reading test.
đọc bài reading rồi thông qua video thì chúng ta thấy nổi bật nhất là sự biến đổi từ trong quá khứ đến hiện tại của người phụ nữ đó chính là cái gì? Là cây nhà. Và bài đọc nó nói về cái gì nhiều nhất? Chính là women's right, quyền của phụ nữ. Ok, now women's right, that's in the back title for the passage. Yeah. And the last activity, summarize the reading passage by filling the missing word in each blank. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt cái đoạn này đọc văn bằng cách điền từ bị bỏ lỡ vào chỗ trống cho cô nha. Ok, now you look at three sentences. Ở đây là ba câu, three sentences. Three sentences here to summarize each paragraph in the passage. Ba câu này để tóm tắt mỗi đoạn ở trong đoạn văn. Đấy. So, now you look at the first sentence. In the past, women were to natural roles. Trong quá khứ, phụ nữ như thế nào đối vai trò tự nhiên của họ? Mothers and wives because of wife rest about their ability. Với vai trò là mẹ, làm vợ bởi vì cái gì rất là phổ biến, wife rest, về cái khả năng của họ. Khả năng như thế nào? Đấy, ta xem lại bài đọc, ta điền cái từ gì vô nào. And the second sentence. The struggle women began in the 18th century with European philosophers' thoughts that women should not be on the basis of sex. Có là cuộc đấu tranh về cái gì của người phụ nữ. Thì chúng ta xem cái số 4 thì cái gì? Cái gì của phụ nữ? Began in 18th, vào thế kỷ 18. Và những cái suy nghĩ tiên phong và triết lý học ở châu Âu ảnh hưởng gì? And number 6 và câu số 6, women should not be, lúc này phụ nữ không nên như thế nào về giới tính của họ. Chúng ta tìm từ để điền trong cái đoạn số 2. And the last sentence, women now enjoy legal rights such as equal work or pay, the right to vote or to get formal. Bây giờ người phụ nữ thưởng thức được điều gì? Câu số 7. Vậy cái chính của bài này đang nói về cái gì là phụ nữ đang hưởng về cái đó đó. Rồi số 7 chúng ta tìm ra. Rồi success như là equal work, làm việc bình đẳng, pay, trả lương như thế nào, the right to vote, quyền được bỏ phiếu, và to get information, và có được cái gì chính thức. Ok, now you can look back and read the test again. Đọc cái bài đó lại, tìm thông tin để trả lời cho cái phần này. Ok, và cái bài tập này chúng ta sẽ làm ở nhà và gửi đáp án vào Google Classroom cho cô ha. Điền thông tin xong rồi dịch cái bài này sang tiếng Việt, gửi đáp án qua Google Classroom. And at home, you read the test again, đọc bài, viết đi lại giùm cô nha. Learn new words, học từ vựng, từ mới để cung cấp từ. Rồi do tasks on your notebook, làm những cái task vô dở của chúng ta, vô cuốn tập của chúng ta. And prepare for lesson speaking, chuẩn bị kỹ năng nói. We talk about the point of view and agree or disagree. Chúng ta sẽ nói về cái quan điểm đưa ra và đồng ý không đồng ý. How to express your refusal or acceptance, và cách diễn tả sự đồng ý hoặc là từ chối thì nói như thế nào. Và bài kế tiếp chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Ok. If you want to ask me something related to the passage, you can phone me or send me email. I will help you to join your club. Nếu các bạn có thông tin gì muốn hỏi về cô thì chúng ta cứ gọi điện thoại và nhắn tin, và cô sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề. Ok, now goodbye.